Rồi, xin chào. Hiện tại A Lộc đang có mặt tại đường Cây Dương thuộc xã Bình Hòa, huyện Bình Củ, tỉnh Đồng Nai. Thì vị trí em đang đứng cách Biên Hòa chỉ với là 5 phút chạy lái xe và cách Bình Dương khoảng 15 phút và thành phố Hồ Chí Minh khoảng 30 phút là đến thành phố Hồ Chí Minh. Và hiện tại thì hôm nay em có giới thiệu cho anh chị một căn nhà biệt thự view sông và mặt tiền đường đường nhựa. Và bây giờ anh chị hãy theo chân em để em giới thiệu cho anh chị xem tổng quan của cái ngôi biệt thự này. Entombed in my mind, can't seem to break away. Lost in time, thinking about better days. Do you ever get used to the pain? 'Cause I don't know if I can do this again. Thì với một cái sân rộng rãi và được thiết kế nhà để xe nên là anh chị yên tâm khi mà về vấn đề để xe ha. Xung quanh được bao bọc bởi cái tường rào rất là chắc chắn và có đèn sáng sủa cho anh chị luôn. Đó. Ở đây là vườn hoa xích đu. Này là mỗi khi mà hai vợ chồng về mà muốn tâm sự thì ngồi ở đây và ngắm ra cánh đồng để mình tâm sự. Rồi bây giờ em mời anh chị vào nhà nha. Đặc biệt cuối video là có một cái view sông rất là đẹp, anh chị cố gắng theo dõi cái video này của em nha. Rồi thì trước mặt anh chị đó là một cái nhà phòng khách. Phòng khách này được tích hợp là khu giải trí. Ở đây là có một cái đấu trường 100 bia bia lỗ và bia phân, đây bia phân. Và hiện tại thì ở nhà này nó có bốn phòng ngủ và mỗi phòng ngủ đều có là nội thất và tiện nghi, ví dụ như là máy lạnh và nhà vệ sinh riêng. Mỗi phòng đều có nhà vệ sinh riêng hết. Thiết kế và trang thiết bị nhà vệ sinh hiện đại được ốp lát tường bằng đá nên là anh chị yên tâm về vấn đề là vệ sinh rất là sạch sẽ luôn. Thì về cái cửa hiện tại là những cái cửa chính á, thì được làm bằng cửa gỗ cao cấp, và cửa sổ á, được trang bị là cái cửa kính sinh pha, cửa sinh pha nhôm. Thì hiện tại là cái loại cửa này đang chất lượng và cũng là thương hiệu nổi tiếng nhất tại thị trường của Việt Nam mình ha. Và đây là cái không gian bếp được ốp đá hoa cương cũng như là được trang bị gỗ rất là chắc chắn. Gỗ này rất là chắc. Anh chị nhìn thấy cái văn gỗ là anh chị biết đánh giá được cái loại gỗ này nó rất là tốt rồi. Thì về phòng bếp thì có một cái nhà vệ sinh riêng. Đó. Từ từ, cái này là cái bí mật của em sẽ dẫn anh chị đi theo sau, không được tiết lộ cái này video. Tí nữa em sẽ quay cho chị anh chị sau cái video này, là hiện tại lúc anh này là video về liền đúng không? Đúng rồi, không được tiết lộ bí mật. Và bây giờ đây là phòng ngủ thứ hai, thì có diện tích là chu vi khoảng là 17 m², thì cũng được thiết kế là có nội thất, có máy lạnh, có nhà vệ sinh riêng, cũng như là được trang bị là cái la phong bằng gỗ nên là khi mà mình vô vào phòng á cảm giác rất là mát. Cửa gỗ được trang bị là ống kính để khi mà mình quan sát là có người đi vào. Thì trên nhà, trong nhà thì có hệ thống camera quan sát đầy đủ đó, không có cái vấn đề hết. Thì ở đây là bắt đầu là mình đang lên lầu 1, thì cái này á, là trang bị là đèn chiếu sáng cho mình đi. Thì vào ban đêm nó có màu rất là đẹp, ban ngày thì hiện tại nó bị án ánh sáng nên là mình không có nhìn rõ được. Thì khi mà mình vừa bước lên cái lầu 1 này thì mình cảm giác nó rất là mát luôn. Cái cửa này mở sao không biết luôn. À đấy, khi mình bước lên lầu 1 thì cái cảm giác rất là mát, nhìn view ra cánh đồng, đường xá. Rồi thì cái phòng này á
nó là nôm na là gọi là phòng đọc sách nè, phòng làm việc nè, các thứ nè. Nhưng mà hiện tại thì được chưa được trang bị vật dụng ở đây, nên mình có về có thể là thiết kế tiểu cảnh hoặc là bông hoa hoặc là bàn ghế gì đó mình thiết kế ngay chỗ này anh chị ha. Tất cộng luôn, thầu gió mát lồng lộng luôn, thấy không, nghe không? Đó, tiếp đến bên trên là cái phòng khách. Trời ơi, đi chỗ nào gió nó cũng đập hết trời, gió quá. Ở đây là cái phòng khách, không gian phòng khách. Phòng khách được thiết kế là hai cửa sổ cho một cái không gian rất là mát mẻ. Em mới mở có cửa chính không mà gió nó đập muốn chết rồi, mát quá mát. Rồi thì cái phòng này gọi là nôm na là phòng thờ chứ không phải phòng khách, em nhầm, sorry anh chị. Thì có một cái phòng ngủ, tất cả phòng ngủ đều có cửa sổ, tất cả phòng ngủ được đều có cửa sổ, rất là mát mẻ. Khi mình mở cửa ra là mình hóng gió hương đồng cũng như là gió sông. Được trang bị nội thất đầy đủ các phòng, và là phòng gỗ. Đây là cái phòng ngủ là thứ tư. Thì cái phòng ngủ này tương đối là rộng, tương đối là so hết tất cả các phòng. Đó, nhà vệ sinh, tất cả nhà vệ sinh được ốp lát đá hết. Cái màu này á, như vậy cái đá này thì anh chị xài vô tư rồi, không phải lo mà dơ hay là cái nào luôn. Trang bị đầy đủ hết. Máy đó, hiện tại là nói phải cho quý anh chị xem mới được ha. Ừ. Đây. Khá là ổn luôn quý anh chị ơi. Khá là tuyệt vời. Và phía sau đây nó là một không gian, hồi nãy em có giới thiệu anh chị là bốn cái phòng ngủ rồi, thì không gian này nếu mà anh chị tận dụng thì có thể làm một cái phòng ngủ nữa, là phòng ngủ thứ năm. Ở đây đã có nhà vệ sinh sẵn rồi, anh chị chỉ cần ngăn lại là làm một cái nhà vệ sinh thôi, hoặc là có thể là một cái phòng làm việc riêng tư cho cá nhân đó, rất là mát mẻ. Thì phía sau đây thì cũng có cái view. Phía sau không được bí mật, cái bí mật không được tiết lộ nha. Hé lộ ra cho anh chị xíu. À. Hé lộ một xíu thôi. Tí là cuối video là em mới show ra. Đâu rồi ta? Này như nó bị đang khóa ra rồi, đó. Ở đây là một cái view mở cửa ra cho hoạt động lên. Ok, em. Ừ. Đấy, nhá thôi. Nhá sơ thôi. Anh chị cứ theo dõi video, em sẽ chi tiết hết tổng quan của cái biệt thự này. Anh chị yên tâm. Bây giờ em sẽ tiết lộ nè. Em cũng nôn nóng lắm rồi. Ở dưới nó mát lắm. Nôn nóng lắm. Ở trên đây nó mát rồi, ở dưới cực kỳ mát nữa. Chờ máy nha, chờ máy theo nha. Hiện tại là tổng cái diện tích biệt thự này là có 200 mét thổ cư. Đó, thì xây dựng một cái biệt thự thì nó thật sự rất là kiên cố. Lúc mà khởi công công trình này thì em cũng có mặt ở đây, nên là em biết cái công trình này thì mục đích là người ta xây dựng là người ta để ở, để nghỉ dưỡng chứ không phải là để bán. Đó, nên là người ta đã tâm huyết vào cái biệt thự này rất là nhiều. Nên là khi mà anh chị về, anh chị yên tâm về tất cả mọi thứ của ngôi biệt thự này. Đó, sẵn 200 mét thổ cư rồi. Đó, vừa ra là gió nó lồng lộng luôn. Đó, mát chưa? Anh A Lộc à, hiện tại là mình cũng đã tiết lộ được 50% rồi hả Lộc? 50%. Ok. 50%. Khi mà cái dừa này lên nữa là đẹp nữa không? Ok. Và bây giờ là tổng view. Tổng view phía sau. Thì phía sau thì có một cái nhà mát, và được thiết kế những cái đồi mấp mô để tạo cho mình một cái không gian cảm giác như mình đang ở một cái là bãi biển hay là một cái gì đó, một cái resort hay gì đó. Nó gây cái, nó làm cho mình một cái điểm nhấn. Có gây nghiện không anh? Gây nghiện. Mát quá. Ở đây là nhà nghỉ mát nha anh chị. Ồ, có người. Sorry.
Ở đây là cái nhà nghỉ mát của chủ nhà, được trang bị nhà vệ sinh cũng như là bếp, khu ngồi tiếp khách. Đó. Không gian rất là mát luôn. Anh A Lộc ơi, sẵn có một vị khách đang nằm võng thì anh hỏi về cảm giác của anh ấy như thế nào luôn đi anh. Anh đang coi ít ít ít. Anh đang coi ít ít. Nhắm máy bay luôn. Máy bay bay nhiều quá. Rồi. Thì ngoài sau đó là một cái view sông được kè kiên cố, rất là cao, rất là chắc chắn. Đó. Rồi em sẽ cho quý anh chị xem về cái bờ kè mình luôn ha. Khi mà nước lên á thì nó sẽ lên mấp mô tới đây. Đó, anh chị thấy cái rằng nước đó thì nó sẽ lên tới cái mực là mấp mô ở cái cầu này, nên là anh chị ra rất thích. Đó, anh chị thấy cái lằn mà xanh xanh đó là hiện tại là nếu mà nước lớn á nó sẽ lên tới đó. Rất đẹp luôn. Thì bên kia đó là Bình Dương. Trước mặt chị đó là một con đò vận chở hành khách từ Bình Dương qua Đồng Nai và Đồng Nai qua Bình Dương, thì nó cập sát bên cái của mình luôn rồi. Đó, bên kia Bình Dương. Thì ở đây á nó được là 15 mét mặt tiền sông và 15 mét mặt tiền đường chính đường nhựa thuộc xã Bình Hòa, Bình Cổ Đồng Nai. Đó thì Khánh cho anh chị xem cái tổng quan phía sau lên trên. Ok ok. Thử mình ha. Ok. Mát quá. Chắc ở đây ngủ dắt xong rồi về quá. Đó, cái cây này là cây gì ta? Cây mặn đúng không? Mặn này mà to lên là đã lắm, mát lắm á. Kè kiên cố rồi anh chị ơi. Có cái này cũng đảm bảo đỡ được cái mấy đứa nhỏ trẻ em đồ đi chơi vui đùa, nhiều khi nó xuống không hay, mình có rào cửa khóa nó hết rồi nên là yên tâm. Đó rồi, bây giờ em sẽ giới thiệu con đường và tiện ích xung quanh của cái biệt thự này để anh chị đánh giá được cái khách quan của cái biệt thự này là có đáng đồng tiền để mình mua hay là không. Hai bên tường rào đều có đèn. Đó. Được trang bị ốp ngói rất là đẹp. Cây cỏ tốt ghê. Tốt ghê. Đằng trước mình là một view cánh đồng rất là đẹp. Và hiện tại thì quý anh chị cũng đã biết ha, cái khu vực Bình Hòa Cây Dương này thì cái tọa độ mà mức độ mà dân cư ở thì cũng khá là đông không quý anh chị. Về con đường này thì có lộ giới là hiện tại là 10 mét và đang được mở rộng là 30 mét. Thì từ đây nếu mà mình ra ngoài tỉnh lộ 768 á là nó rơi vào 1,5 km. Và nếu mà mình đi Biên Hòa thì nó chỉ là tầm khoảng 10 phút thôi. 10 phút là mình ra Biên Hòa, và mình đi thành phố Hồ Chí Minh tầm khoảng 30 phút là tương đương khoảng là 20 mấy cây thôi, 2 mấy km. Đó, thì ở đây em sẽ cho anh chị xem cái tổng quan của cái biệt thự nè. Đó, anh chị thấy như thế nào, cảm giác thế nào? Phía sau là view sông, phía trước là view cánh đồng và đường thông tứ hướng. Đó, nên này nó gọi là giống như một cái cù lao vậy á. Nó ôm con sông, nó ôm trọn cái cù lao này. Khi mà mình về đây mình cảm giác thật là yên bình, rất là yên bình. Thì em xin báo giá cho anh chị luôn. Thì với tổng ngôi biệt thự này có diện tích là 730 mét vuông, diện tích thực tế là gần 1.000 mét vuông. Hiện trạng thì có 200 mét thổ cư và một ngôi biệt thự được trang bị bởi nội thất hiện đại, cũng như là được 5 phòng ngủ, 5 nhà vệ sinh và còn nhà vệ sinh phụ nữa là 6 phòng, và tất cả nội thất là rất là hiện đại, là chủ sẽ để lại cho mình luôn. Toàn bộ hệ thống nhà được quan sát bởi camera an ninh, nên là anh chị đã yên tâm về khi mà sử dụng, không cần phải tốn thêm thời gian để mà trang thiết bị thêm.
về là chỉ để ở thôi đó. Thì với căn biệt thự này thì hiện tại là chủ đang báo em là giá 17 tỷ, là giá này anh chị sẽ được trực tiếp thương lượng với chủ đó. Ví dụ như mình cảm thấy cái giá này chưa phù hợp mình, mình có thể liên hệ bên em, bên em sẽ trực tiếp là cái người hướng dẫn mình để gặp chủ và thương lượng một cái giá phù hợp cho mình. Nếu cảm thấy ok thì mình đầu tư, còn nếu cảm giác không ok thì anh chị có thể là đi tham quan, đi tham quan để biết đó. Ví dụ như biết nhưng mà không mua thì mình cũng biết được cái giá thị trường bất động sản khu vực này, để cho sau này anh chị có thể mua ở bất kỳ nơi nào ở trên khu vực này. Rồi video thì cũng hơi dài thì em xin kết thúc nha. Rồi, chúc anh chị một ngày tốt lành và đừng quên đăng ký kênh em để ủng hộ cho A Lộc Bất Động Sản. Rồi em xin chào anh chị.